Xin chào thầy và các bạn đến với channel của mình. Thì mình là Nguyễn Hoàng Tuấn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cái bài ngắt thăm mơ qua cái con BOC 16F887. Thì bây giờ mình bắt đầu vẽ cái vào phần đầu tiên mình sẽ bắt đầu vẽ cái mạch rotate. Mình chọn thư viện lấy con BOC này nha. BOC 16F887. Giờ mình sẽ sử dụng một cái màn hình LCD, thì nó là màn hình LCD là M16 16 x 2 đi, là M16 là xong rồi mình thêm một số cái phụ kiện của nó vô là nó có nút button. Lấy con dao rộng thạch anh đây, lấy dao rộng thạch anh này à. Thêm một cái bot HG này. Thì bây giờ mình bắt đầu vẽ mạch. Thì đây là con BOC BOC mình gắn cái đây chân này thì mình nối vô cái chân rẽ không nè. Rồi M1 E2. Tiếp theo thì D0 mình gắn vô với D0 ở đây. D7. Rồi mình sẽ tiếp tục kết nối cái sơ đồ của cái phiên trở này, giữa này giữa trên đang là cấp bao gọi rồi đất vào nó đất ở đây sẵn lát để mình gắn cái nút nhấn với lại rồi xoay lại xóa chữ hình riêng mà xóa đi để cho nó gọn lại với chứ không có gì. Xoay lại luôn chân này á, thì mình gắn vô đây nhưng mình lộn chân các bạn ơi. Chân này á, thì mình gắn đây này VDD thì mình cấp nguồn cho nó chân. Bên đây mình bắt đầu gắn cái crystal này là nút nhấn vô, có động cái rộng thạch anh xoay lại. Ồ, bị dướng rồi các bạn. Mình xóa cái này đi cho nó gọn lại. Nối chân nhau cho nó dễ dàng hơn. Rồi.
Tiếp theo mình gắn cái nút nhấn vô trong cái phần dưới đây. Ủa, cái tên rồi. Đây. Mình thiếu một cái biến trở. Lấy cái biến trở ra. Thì ở đây mình xài cái biến trở cái gì? Resistance. Thì bây giờ cơ bản là mình đã xong cái phần vẽ mặt rotate, bây giờ mình chuyển sang mình lập trình cho nó để nó điếm phần thumbnail, để mình lập trình cho nó để nó điếm ngắt cái phần điếm dây á. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lập trình. Thì đầu tiên vào thì các bạn phải khai báo cái mình đang xài con 16F87 16F87 đấy. Thì khai báo những cái phần sơ sơ ban đầu nào. Thì tiếp theo thì mình sử dụng cái con LCD, màn hình LCD này á, thì mình phải khai báo cái phần define, mình bắt đầu define cho nó. Thì ở đây mình gắn nó nằm ở chân D0 á, thì nằm ở chân mấy D0 nè, còn RS này là E0, E1, E2, nó RW này nọ. Thì tiếp theo cũng như cái phần trước thôi, mình define. File nó ra RS bin hay không trên xe RW thì là pin E1. Nó đẹp lắm rồi. Cái hai rồi ở đây một lố đi nào về bằng không. Rồi ở đây mình phải báo cái miếng dây không luôn. Boy LCD xuất ra cái bọc output cloud
D nha các lâu xài bút hai copy xuống lâu rồi đúp hai rồi ép data xong rồi lâu e thì dây một mình tiếp tục viết cái vô LCD setup này là LCD command. Sau khi LCD comment mình thấy là delay lại liền nha. LCD mấy chương trình trước mình delay nó có hai bên vậy. Rồi bắt đầu mình vào cái phần Intercomer. Một nha. Thì mình void ngắt một đi
Ngắt thăm 11. Đó. Thì tiếp theo mình phải viết cái phần set chip nó ra, set thăm nó ra để mình khai báo đầy đủ ghi ra. Thăm 11. Mở ngoặc 3036. 3036 ở đây là cái số trong cái phần thumbnail để mình báo cờ tràng. Nếu mà bắt đầu ngắt 10 thì cái phần dây cộng tới cái báo vô mình đây mình sẽ chỉ một đây sai đây mình sẽ chỉ một đây sẽ chỉ một em setup setup timer 1 thì bắt đầu cái phần setup timer 1 này như mình phải thuộc T1 internal dòng T1 là EV bài 8 set thăm mơ khai báo cái enable interrupt là ngắt cái phần ngắt này ra enable một bài
vai chung. C7 lùi vô cho nó lùi vô khoảng cách hiển thị cái phần dây cái hàng đơn vị với hàng chục. Thì bây giờ mình dây dây bắt đầu kiểm tra lại. Bạn làm như mình thì nó cũng không đúng lắm nha. Lúc đầu thì mình khai báo những cái thư viện của LCD xong rồi á thì mình phải kiểm tra con LCD trước coi nó hiện được hay không. Bằng như cái chỗ này LCD data bằng đánh đại cái dòng gì đó, như test LCD hay gì đó. Rồi vào đây mình add nó vô, mình cho nó hiển thị thử coi nó có chạy đúng hay không. Nếu không chạy đúng thì mình phải sửa lại. Còn mình thì mình cũng có thử trước rồi nên bây giờ mình cứ đánh theo một cái chương trình hết của mình luôn. Bây giờ mình kiểm tra lại, mình review lại. Cái này như mình sai lỗi chính tả nè, full thứ S nè. Tiếp. Lên 1 mili giây. Vôi CD. Không ít 38. Không ít 6006. Mít 01 delay là 20 mili giây. À, cái này mình, cái delay này á, thì mình thiếu cái phẩy. Tra tiếp. Setup timer 1. Chỗ setup timer 1 của mình rồi. Set up timer thôi. Ở đây mới là một thêm một internal dọc xuống thêm một deep by 8. Thế đúng rồi nha các bạn. Thế không còn lỗi nữa. Ok. Thì các bạn chú ý những cái lỗi đánh chỗ này là khi mình làm bài mình viết giấy á, mình đánh á, thì mình còn có máy kiểm tra lại, còn viết ra giấy á, thì mình không có kiểm tra được hết đâu. Như nãy mình dò rồi á, mình vẫn còn thấy sai, máy nó kiểm tra lại. Bây giờ mình sẽ add vô cái chương trình vô SPC, mình làm cho OD để bài tập vi xử lý mình.
đấy là nhắc âm m này. Đây là 20 mm nha. Rồi, ok. Chạy thử rồi. À, chương trình nó bị đứng máy, lag quá. Đây, bắt đầu nó. Chỗ này thì nó bị thiếu chỗ này. Chỗ này thì nó không có cái sao. Bấm 300. Ký sửa lỗi này bị cái gì ta, xin kỹ đây. Mình có lưu lại cái chương trình của mình để mình coi thử. Coi lỗi gì yêu mà
chung với chị nha. Đây thì ở đây nó đếm cái phần số giây này các bạn. 4. Do cái máy của mình nó bị nặng quá nên nó chạy cái phần chương trình này nó hơi chậm. Vậy thì đây. Mình khoảng đợi khoảng 1 phút coi nó có đổi lại không, đếm tới 60 nó có đổi hay không. Bây giờ mình coi lại cái phần chương trình đây. Phần 10. Có chuyển lại nha các bạn. Thì cảm ơn thầy và các bạn đã xem cái clip của mình về cái phần ngắt của Thumper. Thì xin chào thầy và các bạn trong hẹn thầy và các bạn trong cái clip lần sau.